À chà, nhà báo Tuấn Lê. À, bài này tăng tương tác ác nhỉ. Bài này của nhà báo tương tác ác phết này. Like cho cái. 6.000 người tiếp cận. Rồi, 108 comment. Đúng là những cái chủ đề mà cứ thằng nào ngon hơn là thấy anh em comment nhiều thật. Rồi, chúng ta xem cái chủ đề này là thế nào nhá. Cứ chủ đề thằng nào ngon hơn là thế quái nào. Tương tác là lắm thế. Ảo thật. Anh em mình chơi game này gần 6 năm rồi đó các bạn. Ở đây vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm. À, đây là Kiwak. Bảng xếp hạng lead team color của Kiwak. Cái thay lead này là bên Hàn. Nhà bên phía Hàn Quốc thì họ đã xả tất cả các icon The Moment rồi. Cho nên là chúng ta hiểu rằng là team Chelsea sẽ có Gullit. Gullit Moment thì quá bá đạo rồi. Duy Khoa, Quá khủng Đại khiếp. Hàn hả anh? Đấy, tiếp đến là team Juve. Juve cũng là một team cực kỳ khủng khiếp bởi vì có CR7 CC này, CR7 24 Ti này, có Hungry Moment, có Nedved. Đấy, các thứ đấy. Chúng ta vẫn biết là vào lúc này thì chính Kiwak là người đánh giá là Gullit Moment là con Moment khủng khiếp nhất, sau đấy đến Pele, con thứ ba là đến Hungry. Đây là lý do vì sao mà hắn xếp team Chelsea và team Juve lên top cao như vậy. Trong khi team AC Milan thì hắn lại không xếp vào. Bởi vì có thể các bạn hiểu rằng là team AC Milan thì không có được Michael Ballack mùa Moment nhé. Đấy, cái này ấy, nó có giá trị ở bên máy chủ Hàn. Với những cái lý do mình mới vừa chia sẻ cho các bạn. Team Chelsea có Ballack Moment, có Eto'o Moment, đấy, có Lampard Moment. Đấy là những con rất bá đạo ấy, và đều thuận hai chân. Trong khi đó thì team AC lại không có được điều này. Anh em nha. Cái này nó đúng ở server Hàn Quốc nha các bạn nha. Bởi vì Hàn Quốc nó đã xả hết tất cả con Moment rồi. Ở Việt Nam mình thì chưa nha các bạn nha. Ở Việt Nam mình chưa nha. Tôi chưa có xem hết cái video cá nhân của Quắc, mà tôi chỉ nhìn trên cái ảnh này thôi. Và những cái thông tin mà tôi hiện ra ngay trong đầu, thứ nhất đấy Bạn nên Milan thọt cánh. là Kiwak nó đã được trải nghiệm rất nhiều con Moment rồi. Lý do là vì ở Hàn Quốc thì nó đã xả hết tất cả các Moment, trong đó có Gullit. Đấy, trong đó có những cái cầu thủ như kiểu Fernando Torres. Nói chung là mình cũng không thể nhớ hết, nhưng mà đấy đại loại là team Chelsea nó sẽ có rất nhiều những cái cầu thủ tốt. Đấy, nó có cả Didier Drogba Moment, nó có cả Torres Moment, có Seva, có Gullit, có Michael Ballack, có Lampard, đó đều là những cái cầu thủ thuận hai chân. Đó là lý do vì sao mà team Chelsea được Quắc đẩy lên ở vị trí số 1. Bởi vì nó có quá đủ những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu. Và nó lại là một cái team có những cái cầu thủ giảm lương và cân lương để hoàn toàn có thể nhét vào cái sơ đồ đội hình 255 lương. Đấy, chưa kể còn có thể có lý do khác nữa, đó là giá cả ở bên server Hàn Quốc. Anh em ạ, bởi vì Hàn Quốc thì nó không có cái trò fix giá giống như mình. Ở server Hàn nó không có trò fix giá. Đấy, cho nên là gần như là cái con hàng nào nó muốn mua thì nó sẽ mua được. Đấy, giá bao nhiêu thôi, nhưng mà nó sẽ mua được. Thì đó là lý do vì sao mà thằng Quắc này nó có thể đưa cái team Chelsea lên là cái team số 1. Đầy đủ hàng hóa là một, cân được lương là hai, mua bán nó dễ là ba. Tôi nghĩ là như vậy. Team Juve đứng ở vị trí thứ hai bởi vì thời điểm này Juve có rất nhiều những cầu thủ tốt. Hungry Moment là một trong ba con icon ngon nhất vào thời điểm hiện tại ở phiên bản Moment. Hungry thì chúng ta được đá nhiều rồi, chúng ta biết rồi. Quá ngon. Hiện tại bản thân chú Quắc này chú ấy cũng đánh giá con Thierry Henry Moment là con chỉ xếp sau Gullit và Pele thôi. Đấy nha anh em nha, vào thời điểm hiện tại. Đấy là lý do vì sao mà team Juve
nó có được một cái bộ rất là bá đạo. Team Juve thực ra cũng có rất nhiều những cầu thủ thuận hai chân mà đá tốt. CR7, Zidane, Nedved, Henry, Del Piero, Baggio. Đấy, nó cũng khá là nhiều. Nó khá là nhiều. Đấy, khu vực phía dưới thì nó cũng có Vieira, Lucio, cặp tiền cặp hậu vệ cánh thì Alessandro, Zambrotta, Cancelo. Thì nói chung là team Juve hiện tại khá là đều. Khá là đều. CDM thì hoàn toàn có thể vẫn sử dụng được Pogba. Mặc dù nó limit rồi nhưng mà vẫn có thể mua được này. Vẫn sử dụng được những cái dạng như em rể cần, Arturo Vidal. Đó. Có thể kéo cả Zidane xuống đá CDM. Nó không yếu đâu. Nó không yếu đâu. Đấy, cho nên là team Juve hiện tại là một cái team cũng tương đối ngon. Cá nhân mình thì trong các cái buổi bình luận ở giải thì mình hay nói là team Juve hiện tại ít nhất phải nằm trong top 5 team color. Đó, tôi lấy những cái thông tin và cái cảm quan cộng với cái kiến thức của tôi ở server Việt Nam thì tôi đánh giá là team Juve ít nhất nó phải nằm trong top 5. Đấy thì ở đây thì Kiwak đánh giá nó là top 2. Đấy. Tiếp đến thì là team Rayan. Đấy, team Rayan thì đương nhiên lại dô béo, dô bổng các thứ. Team tuyển Anh. Team tuyển Anh thì tôi thấy là hơi bất ngờ. Mặc dù tuyển Anh thì cũng có rất là nhiều hàng chất lượng. Đấy. Chúng ta biết Rooney Moment cũng là một con rất ngon. Đúng không? Harry Kane đợt này nổi lên một con tiền đạo cực kỳ khủng. Lampard, Zira, Beckham. Nói chung tuyển Anh ngon. Thế nhưng mà cho vào đây thì tôi thấy là nó cũng hơi cao. Cái vị trí của tuyển Anh tôi thấy cũng hơi cao. Team Bayern thì thực ra ấy, ở Việt Nam mình thì gần như là sẽ không có ai trải nghiệm con ghép Muller Moment. Bởi vì cái điểm đổi coin của ghép Muller nó rất là đắt. Đấy. Chỉ có những anh em nào đá giải và pick con Muller Moment thì mới được đá thôi. Còn con ghép Muller Moment cũng là một con rất ngon. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì gần như là thời điểm hiện tại chả có một cái user bình thường nào được trải nghiệm nó cả. Đấy, còn Bayern thì ngoài cái vị trí tiền đạo, như lâu nay chúng ta nói là Bayern ngoài cái vị trí tiền đạo là hơi bị thiếu người ra thì mọi tuyến khác đều ngon. Thế nhưng bây giờ thì tiền đạo của Bayern cũng không thiếu nữa rồi. Chúng ta có sự bổ sung của Harry Kane quá chất lượng. Chúng ta có thêm một con ghép Muller Moment rất ngon. Cho nên là con Bayern nó cũng ở vị trí này thì tôi nghĩ là cũng khá hợp lý thôi. Cái team Color Hàn Sẻng nó đứng ở vị trí đó là bởi vì là server Hàn nhé anh em nhé. Thì server Hàn nó có rất nhiều những cái mùa giải của cầu thủ Hàn thì nó mới ở vị trí đấy thôi anh em ạ. Ở Việt Nam mình thì team Color Hàn Quốc sẽ không mạnh như vậy đâu. Đấy thì những cái tier list này thì nó liên quan đến là server Hàn. Nó do cái thị trường bên đó anh em. Ở Việt Nam mình thì nó sẽ khác một chút. Việt Nam mình sẽ khác một chút. Việt Nam mình chưa có Gullit Moment. Chúng ta còn thiếu rất nhiều con Moment nữa. Cái thứ hai là cái việc mà cái lead team nào là ngon ấy, nó còn phụ thuộc vào cái thị trường chuyển nhượng trong game. Giả sử các bạn biết là có những cái cầu thủ nó rất ngon nhưng các bạn sẽ không sở hữu được. Tôi lấy ví dụ đơn giản thôi, đấy là con ghép Muller Moment đúng không? Ghép Muller Moment ở Việt Nam mình làm gì có. Mặc dù là gà rán cho đổi coin rồi đó, nhưng làm gì có. Bởi vì ấy là nếu như các bạn dồn được cái số lượng coin đủ để đổi con ghép Muller thì các bạn đã đổi con khác rồi. Các bạn đã có thể đổi Hungry hoặc đổi con khác rồi. Thành ra là cái con ghép Muller Moment ở Việt Nam mình gần như không có các bạn. Tôi không biết là có ai sở hữu nó không. Nhưng mà nếu mà có một người nào đó, giả sử như tôi đi, tôi dồn được coin để tôi đổi được con Moment Ghép Muller thì chắc chắn tôi sẽ đổi con Hungry. Đấy, mở thì anh em biết là những cái gói thẻ mở Moment ấy, rating nó rất thấp. Các bạn mở thượng Zanakata với lại là Zola rồi lủng thôi. Đấy. Chứ còn mở lên những cái con tầm cao thì rất là hiếm. Nói đến thời điểm này thì tôi nghĩ là chắc là không không có người nào sở hữu con Ghép Muller Moment. Hoặc nếu có thì nó chỉ là một đến hai người vào khoảng đó. Thì đó là lý do vì sao mà server bên Hàn nó khác server Việt Nam mình á.
cái so sánh mấy cái thay lead này nó sẽ khác, nó sẽ khác anh em ạ. Hay là cái team Hà Lan, anh em thấy team Hà Lan này có một cái chỗ đứng là cũng gọi là cũng tầm tầm, là bởi vì là bên đó họ có con Van Basten Moment rồi, họ có Van Basten Moment, họ có Nistelrooy Moment, họ họ đủ rồi, họ có đầy đủ rồi đó, thì nó cải thiện anh em nhé. Thành ra là tất nhiên là những cái thông số này thì nó cũng để anh em xem chơi chơi tham khảo, chứ còn để mà nói là mình mang cái lead này về Việt Nam thì chắc chắn là nó không đúng, chắc chắn là nó không đúng. Chứ còn ở Việt Nam mình top 1 team color vào thời điểm hiện tại thì phải là 23 Việt Nam best gì nữa bố các thể loại team color đó. Thì cái việc mà xếp lead này nó còn liên quan đến việc là thị trường chuyển nhượng nó có khả thi hay không các bạn nhé. Câu chuyện là các bạn quảng một đống tiền, ví dụ ui anh ơi em có 20.000 tỷ build con nào, tôi có thể lead ra cho các bạn những cái con hàng tốt nhất, nhưng vấn đề là có mua được không, đúng không? Mình lên thị trường chuyển nhượng mình cứ soi, tôi có thể lead để kê ra cho các bạn, nhưng mà có những cái cầu thủ mình biết là nó ngon nhưng mà mình ngồi mình canh giá cả tháng nó chẳng về, thế thì khổ đúng không, nó lại khổ ra. Thì một cái bất cập ở thị trường Việt Nam nó là câu chuyện như vậy anh em ạ, là biết ngon mà không mua được. Đấy, thì những cái này thì anh em hoàn toàn có thể tham khảo và xem những cái video trên kênh cá nhân của Quắc. Tôi thì tôi thấy là anh em mà xem các vận động viên bên Hàn họ họ đá ấy, thì anh em xem để biết meta, xem để biết meta tình huống nào xử lý như thế nào, dùng những cái skill gì là hợp lý, thì các vận động viên Hàn nó tìm meta rất là nhanh. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video, hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.